cái nhân quả mà cái nghiệp, nhiều người họ nói nghiệp, nghiệp là gì, từ đâu? Do cái nghiệp mà cứ gặp con người mà nó, họ đã tính toán trước, họ hại mình đó là họ cố tình. Họ cố tình thì mình phải kiện và báo cho cơ quan nhà nước hay công an bắt họ. Ví dụ họ hại mình, họ hại mình bỏ thuốc độc cho mình chết nè, rồi họ đánh mình bị thương tích đầy người, thì mình phải kiện cáo thì mới bắt tội người đó vô tù. Rồi người giống chẳng hạn như chúng ta đi, họ mục đích họ hại mình mọi cách, thì cái đó là không phải là nhân quả đời trước hay đời nay, mà do con người đó có thể là tự nhiên thù hận mình, họ làm việc ác. Con người sát hại nhau, hại nhau, đánh nhau, quýnh lộn và ăn cắp ăn trộm cái gì đó, thì chúng ta phải báo cho các cơ quan nhà nước, thì pháp luật trừng trị trong đời này. Thì cái nghiệp là cái nghiệp thì cũng có, nhưng mà cái đó là cái nghiệp chứ không báo trước được. Và cái nghiệp là gì? Do tự nhiên mà có, ví dụ như những cái chuyện mà chúng ta tự nhiên chết mà chúng ta không biết trước được. Ai làm mà khổ con? Ở bên nè, khách thật không thiếu món ăn gì luôn. Thầy đi chỉ cần nửa tiếng thôi, về một bát, một bịch, ăn đâu có hết đâu. Họ cho ăn đồ sen không á, họ biết hay tí sao mà thiếu khốn. Bước ra là có vua, có hoàng hậu, có công, có gì kêu bằng tướng quân là lính cả đống, ta cho ăn xong hết. Không có nhiều người tu, không phải riêng mình thầy, mà tu càng ngày càng đẹp. Thứ nhất vậy nè, lo ngồi thiền với tu thanh tịnh á, nó không có rầu lo khổ sở á, da mình không nhăn. Rồi ngày xưa cho mình làm thuê làm mướn, hay những người mà gia đình lầu đo ăn không ngon ngủ nguyên, rồi lo nhiều việc á, nó cảm thấy mình bị già đi, rồi nhăn nhúa đi. Còn khi mà mình cảm thấy tư như bóng như hoa đi, nó tư rồi nó tư rối như mớ mới vừa chỗ, thì cảm thấy nó cực kỳ đẹp, nó càng ngày càng đẹp ra đó. Biết đâu mai mốt thầy 50-60 mà nó còn đẹp hơn hiện tại giờ nữa, thầy chủ hoa ra con. Nghe nhớ càng già càng xấu với vậy. Mà sao thầy càng già càng đẫm tin, nên coi là 60-70 thì đẹp hơn nữa nè. Trẻ mãi không già. Trẻ mãi không già để cho họ ganh tị chơi vậy. Không thiệt, người nào có cái tướng hảo rồi á, càng ngày già càng đẹp hơn. Lý do là gì? Phát tướng. Tao nói là càng tu càng phát tướng càng đẹp. Tao nói 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Hồi xưa Đức Phật đó, càng ngày càng đẹp ra luôn. Còn tu á, càng tu lâu lỗ tai tự dài, chứ không có, hồi xưa làm gì có đồ bơm. Nói tóm gọn mình tu á, cái nghĩa là tính theo cái tuổi một Phật giáo á, nó sẽ làm cho cái tướng mình nó đẹp ra. Thầy thấy ngày xưa giờ có vị thầy nào đi phẫu thuật thẩm mỹ chưa thầy? Nhiều. Mà người ta giấu. Chuyện gì? Chỉ có thầy là khạc khà, cái gì cũng nói ra thôi. Mà thầy đâu có đi làm gì. Sao thầy dũng cảm dữ vậy? Sao? Còn cái đóng người con dòm cái mặt hay biết liền, dòm cái lỗ mũi cũng biết liền. Người ta làm gì? Nhưng mà nhiều người ngủ á, lỗ mũi á, ngủ mà làm ăn nó xẻo bên luôn, phải chỉnh ở thấy mồi. Thầy thật thà. Làm nó... Thầy, nhiều người ăn mặn á là làm gì dòm giáo hết, mà cho thầy lại can đảm thầy nói hết ra thầy. Ta nói dám ăn, dám làm, dám nói, dám chịu, và mình cái gì mình cũng thẳng thắn là thành công tất cả. Ta nói việc tốt, việc xấu mà mình dám nói ra là người ta có thể tha lỗi lầm của mình, và mình có thể tự tin hơn, người ta sẽ không cảm những gì mà mình nói. Và người ta biết cái ý định mình, người tốt sẽ giúp đỡ, còn người xấu nó hại, nhưng mà hại không thành công. Thấy không? Hay á. Okay. Để rửa mấy đồng đi. Trời ơi, thầy đi về nhớ quá. Thầy về đi con mua vé máy bay. Ở đây nhịn ăn kháng nha không? Mua vé máy bay cho thầy về. Con nghĩ sao mà tao cho tiền bạc lẻ. Do con không có thương thầy rồi. Đúng không? Thương là cái gì không cho. Cái gì quý đó. Thầy đi thất thực ở bên đó là thầy đi thất thực trong đường phố hả thầy? Hay là thôn quê? Trong cung đình vua luôn. Trong cung đình luôn? Vua bán á. Tại của vua mà. Còn bên Thái Lan á, người nào mà tốt nghiệp ra trường đại học đều phải có vua chào hết.
Vì hình nào người nào có vua cha mới gọi là đã tốt nghiệp đại học ra trường. Vua nó dễ gặp không này? Dễ. Bất cứ ở đây giáo hội chùa nào mà bổ nhiệm trụ trì là tự nhiên người ta mời vô cũng định vua, vua cha. Ừ. Đó, chùa thầy đó, đại sứ quán qua rồi vua cũng qua đó. Trao cho, tại vì ta trao cho chủ thầy ở với chủ tịch thì ta trao cho chủ tịch, không lẽ trao cho thầy. Ví dụ như bữa đó, trừ khi có một trụ trì lớn nhất thì ta trao cho trụ trì. Còn trong đó có chủ tịch hay phó chủ tịch, ta dẫn là không có chủ tịch thì trao cho phó chủ tịch. Chứ không ai trao cho cái ông trụ trì. Ta trao cho cái người lãnh đạo cao nhất. Còn trừ khi mà cái lễ bổ nhiệm trụ trì không á, thì mới là trao cho trụ trì. Thầy quên đó là thầy là với cương vị là khách hay là tu luôn rồi đó thầy? Thì ví dụ như mình tu hạ thì là một người về đó tu và ở lưu trú đó. Còn chừng nào về chùa của mình trụ trì mất của mình. Còn nhập hạ giống như Việt Nam thì thầy phải vào. Ví dụ giáo hội tổ chức một cái chùa nào để tập trung, ví dụ như bao nhiêu trụ trì, bao nhiêu tăng ni là thì gọi là mình tập trung vào an cư kiết hạ là của giáo hội. Thì mình dù có trụ trì đi cũng phải giao cái chùa đó cho người nào giữ ở chùa, đệ tử mình hoặc là người già cả nào giữ chùa hoặc ai cũng biết. Nhưng mà mình trụ trì cũng phải tập trung vào giáo hội để nhập hạ. Thấy không? Đó là nhập hạ, ăn cư cái hạ 3 tháng là mình không được về nhà. Ra hạ mới được về nhà, về chùa mình. Bất cứ trụ trì chùa nào cũng vậy. Ví dụ như giờ Củ Chi nè, mấy chục chùa cái ta sẽ có một cái khóa ăn cư thì trụ trì đó cũng phải là đóng cửa. Một là đóng cửa, hai là giao cho một người đó giữ chùa. Rồi ông thầy đó sẽ ở 3 tháng ở đó. Hoặc là có thể tháng có chuyện gì quan trọng cái xin phép giáo hội được về chơi ngày ha, một ngày hoặc nửa ngày rồi bắt đầu mình chạy lên giáo hội lại. Chừng nào đúng 3 tháng có nghĩa là từ thì mới được về. Hoa nào đẹp bằng hoa thiên lý, chữ ký nào đẹp bằng chữ ký hết tập phúc. Không có yêu đương vậy đó đó. Rồi trời mưa râm râm cây trăm có trái, trời mưa râm râm cây trăm có trái, con gái có chồng, đàn ông có vợ, đàn bà có con. Không cho còn hồi xưa nấy, mưa râm râm cây trăm có trái, gì đó có duyên thì đi bay về Ấn Độ, mà để về Việt Nam ổn định đi ăn Tết xong đi qua Ấn Độ chứ đừng có vội. Ví dụ 3 tháng này mình ở nước này, 3 tháng khác mình ở nước khác thì có giá trị để mình học được cái tu tập trong cái mình ở là cũng của vua hoặc là chủ tịch giáo hội hoặc phó chủ tịch giáo hội. Giống như qua Thái Lan thầy ở chùa vua nè, mà lại ông phó vua sải là ông phó chủ tịch hoặc chủ tịch của nước Thái luôn. Chứ không phải là mình ở mấy cái chùa mình trụ trì hay là mấy cái chùa nhỏ. Mình phải tập trung một cái nơi lớn nhất. Với mình là người quốc tế không được lơ lỏng ở chùa nhỏ được. Tại chùa nhỏ ta không có chắc, không có chức vụ để bảo lãnh. Giống như là thường cơ quan mà bảo lãnh đi nước ngoài phải có đại sứ quán hoặc một cái người làm chức sắc lớn nhất bên nước đó họ mới có quyền bảo lãnh. Còn mình là công ty bảo lãnh không được, nhà người dân không bảo lãnh được. Đó là vậy, con mới có quyền lực bảo lãnh hoặc có cái chư trai di hoàng các bộ các ban ngành công an cho đến vua chúa người ta biết hết là ông thầy đó chùa đó làm gì rồi ta hiện lên cái điện tử hết á, ông chữ ký ông đó hết, đúng chữ đó là tình điện văn phòng có đúng không, bảo lãnh có đúng không, gọi là đủ chức năng để bảo lãnh cái gì mà thầy ở luôn kìa mới có cần bảo lãnh. Còn mình đi nhập hạ hay 3 tháng rồi mình đi về, mình đâu có ở luôn, đâu phải là đệ tử đâu. Còn hỏi mình muốn làm đệ tử mình phải xuất gia làm lại từ đầu, gọi là đệ tử của người ta mới gọi. Rồi phải cha mẹ đầy đủ có người giới thiệu mới được. Còn mày thì nói bậy nha mày. Chuyển giới chuyển gì bị quýnh bây giờ. Tu là không có chuyển giới. Chuyển giới người ta phải là
để tóc nè, nâng ngực người ta phải người đời người ta mới đẹp được, chứ còn bị chuyển giới mà để đầu chọc ai coi ra gì rồi cùng quá. Giải thích tại sao trong đạo Phật cấm chúng ta sát sanh, thì sát sanh những động vật gì? Như loài người chúng ta ăn thịt, ăn các cái động vật nhỏ, thì hạn chế giết những động vật lớn như voi, trâu. Hồi xưa thì trâu bò không ăn, giờ trâu bò không ăn. Như người ta cấm giết những động vật quý hiếm như cọp, beo, sư tử, rồi những cái động vật to lớn, thì để con người để giữ bảo tồn của các cái động vật quý hiếm. Thì hiện nay thì cấm sát sanh thì chúng ta là người tu, thì trong nhà tu ta đâu có cho mình giết những động vật để ăn, mà muốn ăn thì cầm bát hắc thực ăn tam định nhục, không nghe không thấy không biết nghi ngờ. Còn những Phật tử mà tu tại gia thì chúng ta có thể là nhiều người thì không sát sanh này, thì là không sát sanh người, không hại con người và không giết người thôi. Chứ còn các cái động vật thì mình ăn cái gì thì mình có thể sát sanh mình ăn, nhưng mà ăn cái gì mà của thuộc vào của mình. Ví dụ như muốn ăn thì mình nuôi những động vật như gà hay những động vật heo, những bất động vật thì rất là nhiều động vật mà khi chúng ta ăn, muốn ăn thì phải nuôi, và muốn ăn thì phải mua về mình làm, chứ không phải mình động vật của người ta mình bắt, hay là rồi mình đến nhà người ta mình có thể nó tấm bồn rình rình thấy người ta có nuôi những con gì mình muốn ăn cái mình lợi mình bắt. Thì đạo Phật cấm sát sanh, nhưng mà sát sanh những động vật lớn, đặc biệt là những cái loài lớn cực kỳ lớn, rồi động không sát sanh như người chúng ta không giết hại nè, không chém không giết, rồi không đầu độc nhau, rồi không con người không giết nhà hại nhau, gọi là không sát sanh. Thì không sát sanh là những động vật thực vật gì nếu mà không sát sanh thì cũng không sát sanh hết. Thì khi tu chúng ta sẽ gì, giữ giới tốt, rồi chúng ta không giết bất cứ động vật thực vật, hay giết người, hay bất cứ cái tính mạng thực vật, động vật và loài người. Thì khi tu ở chùa thì mình tu thì Phật tử đến cúng dường tam bảo, rồi khi ăn đi cầm và các sư cầm bát khắc thực, hoặc có thể là ở chùa nấu nướng thì có những cái cụ già hay những cái chàng trai hay cô gái đến chùa nấu nướng, rồi xong rồi dọn lên cho các chư tăng ăn, rồi xong rồi một là có một cái nơi nghỉ dưỡng để làm đầu bếp, hoặc là có thể là chúng ta buổi sáng đến chùa nấu nướng xong buổi chiều chúng ta về. Thì trong đạo Phật thì hướng dẫn cho chúng ta dù là tính mạng động vật hay thực vật, thì chúng ta không sát sanh thì không chính mình giết. Còn người đời á, người ta sát sanh dù có chùa ha, các sư không sư gì người ta cũng ăn bình thường, dù có chùa không chùa người ta cũng ăn bình thường. Các sư là nhà mình ăn gì cúng các sư cái gì các sư nhận cái đó, và các thầy nhận cái đó, chứ đâu có xúi dục Phật tử, đâu có xúi dục Phật tử giết động khèm cái động vật nào mà giết cho các sư ăn. Rồi các sư cũng đâu có nói khèm động vật thực vật gì đâu, mà mình cúng cái gì các chư tăng cái đó, nên các thầy các sư không sát sanh và không giết động vật, không giết người. Thì đạo Phật tử cũng vậy, là cấm sát sanh là sát sanh những cái động vật quý hiếm, rồi cấm sát sanh là loài người thôi. Thì con người phải biết yêu thương nhau, trong đâu phải như chúng ta thấy không, có một số quốc gia đó con người ăn thịt người đó, rồi người ta ăn thịt sống không. Và trong cái đạo Phật, đạo hiếu khảo đưa hàng đầu, nên chúng ta theo đạo Phật và tu theo Phật thì chúng ta nói phải tôn trọng cha mẹ, và khi tu là báo hiếu cho cha mẹ. Và những người bất hiếu sẽ nhân quả, sẽ đáp ứng trong hiện đời này. Bây giờ có nhiều người hỏi, đại đức Kinh Phúc ơi, thì mình chết mình xuống 18 địa ngục có hạt hay không? Đại đức Kinh Phúc giải thích cho chúng ta, 18 địa ngục là có hạt. Nhưng mà vấn đề hiện tại là báo ứng trong đời này, và sẽ chúng ta nhân quả hiện trong kiếp này liền, chứ không đợi về kiếp sau. Chẳng hạn như chúng ta ăn cắp, ăn trộm đi, đi lừa đảo đi, rồi sẽ bị tù tội, ở tù từ 30-40 năm. Còn những cái tội nhẹ ăn cắp ít á, thì tội ít á, thì 3 năm, 5 năm, 10 năm. Nên những cái tội mà ăn cắp ăn trộm là đã xử trong đời này rồi. Nên chúng ta có tội thì có pháp luật nhà nước
hiến chương nhà nước, luật dân sự, hình sự xử chúng ta, tòa án xét xử bắt người chúng ta phải đền tội và phạt trong đời này rồi. Rồi chống hận chúng ta ở chùa đi, khi mà sai gì các thầy trụ trì mà bắt phạt chúng ta quỳ hương nè, rồi ấp mặt vô tường quỳ gối hoặc bắt chúng ta sám hối và tụng kinh ngày đêm và tu hành, sửa đổi, tu là sửa lỗi cái bản tánh bản tâm và kham sân si mình phải dẹp bỏ. Thì trong vấn đề giống như những người mà giết người thì phải đền mạng, một mạng đền một mạng. Ví dụ chúng ta giết một người nào đó chết thì chúng ta phải bị tù trung thân, mà không có tù trung thân mà có thể tử hình luôn. Thì chúng ta nói nhiều người họ nói đại đức hạnh phúc thì họ làm thì sẽ bị nhân quả. Thầy nói không đợi xuống địa ngục mà hiện tại trong đời này sẽ bị trừng trị và phạt tù, phạt tội và tử hình trong đời này luôn, chứ không đợi đời sau. Rồi chúng ta nói nhân quả đi. Cái nhân quả mà cái nghiệp, nhiều người họ nói nghiệp là gì, từ đâu? Do cái nghiệp mà cứ gặp con người mà nó họ đã tính toán trước, họ hại mình, đó là họ cố tình. Họ cố tình thì mình phải kiện và báo cho cơ quan nhà nước hay công an bắt họ. Ví dụ họ hại mình bỏ thuốc độc cho mình chết nè, rồi họ đánh mình bị thương tích đầy người, thì mình phải kiện cáo thì mới bắt tội người đó vô tù. Rồi người chẳng hạn như chúng ta đi, họ mục đích họ hại mình mọi cách thì cái đó là không phải là nhân quả đời trước hay đời nay, mà do con người đó có thể là tự nhiên thù hận mình, họ làm việc ác. Thì khi mà những người việc ác đó là họ sẽ bị nhân quả. Còn cái người bị hại là người phải báo cho các cơ quan công chức, như là đơn từ cho các viện kiểm soát, các bộ tòa án tối cao, các luật sư, để giải quyết gì tranh chấp, giải quyết gì những vấn đề mâu thuẫn. Con người sát hại nhau, hại nhau, đánh nhau, quýnh lộn và ăn cắp, ăn trộm cái gì đó, thì chúng ta phải báo cho các cơ quan nhà nước, thì pháp luật trừng trị trong đời này. Thì cái nghiệp đó là cái nghiệp thì cũng có, nhưng mà cái đó là cái nghiệp chứ không báo trước được. Và cái nghiệp là gì? Do tự nhiên mà có. Ví dụ như những cái chuyện mà chúng ta tự nhiên chết mà chúng ta không biết trước được, rồi những cái căn bệnh như đột quỵ, tai biến mà chúng ta chết đột xuất, gọi là cái nghiệp. Còn cái nghiệp mà người đó chuẩn bị hại mình mà họ đã chuẩn bị rồi, thì cái đó là họ cố tình họ hại mình, thì mình phải báo cho các cơ quan công chức, hay là báo công an. Ví dụ như họ quậy, họ phá, họ đập đồ, họ giết người cướp của, thì mình phải báo cho các cơ quan nhà nước họ xử lý, và mình làm cái tờ đơn để họ điều tra có thật hay không, thì họ mới giúp mình vượt qua cái nạn đó. Thì họ cố tình, thì đạo Phật không có tin là ngày tốt ngày xấu, nhưng mình coi để cho biết giờ giấc đó tốt, mình làm việc thôi. Còn hiện tại báo ứng trong đời này, thì chúng ta hiện tại trong đời này, nghiệp trong đời này, thì chúng ta tạo cái nhân nào thì sẽ gặt hái cái quả đó, rồi tạo cái quả ác sẽ gặt cái quả ác, thì tạo cái quả thiện sẽ gặp cái điều lương thiện. Rồi chúng ta con người sống thì hiện tại là không đợi tới 18 tầng địa ngục, mà hiện tại là phạm tội thì bị trừng trị trong kiếp này luôn. Chúng giống như chúng ta không tu sẽ gặp những cái nạn suốt, còn khi chúng ta tu đàng hoàng thì gặp nạn. Còn những người cố ý là do mình tài giỏi hơn, hoặc do mình học cao hơn, họ ghét, họ khù gì, họ ganh tị với mình, rồi thấy mình giỏi quá, họ mục đích họ phá cái danh dự, nhân phẩm, uy tín của mình, thì cái đó họ làm ác. Và khi mình đi tu rồi thì mình lo tập trung vào chánh pháp, tập trung về kinh sách, tập trung vào cái việc học hành để mình trở thành một vị tài giỏi và một người có đầy cái khả lực, có đầy trí tuệ, và tìm con đường cho mình trở thành một vị Phật tương lai. Và mình là tu là một vị La Hán, là một vị giảng sư giỏi, là một vị nhân tài để giúp đỡ cho những người đó giỏi như mình và có thể hơn mình. Thì trong đạo Phật thì nhân quả trong hiện trong kiếp đời này, thì mình làm cái gì cũng có cái nhân quả của nó. Nên là chúng ta không cần phải đợi 18 tiền địa ngục chết rồi mới phạm tội, mà chúng ta trong cái cuộc đời này chúng ta ăn cắp, ăn trộm, đi lừa đảo là bị bắt tù tội liền. Còn chúng ta giết người cướp của là bị tử hình, đền mạng trong hiện trong đời này, không để đời sau.
rồi chúng ta có thể hại người, người ta kiện cáo mình thì mình cũng bị ra tòa án xét xử, mình cũng bị phạm tội, cũng phải ở tù. Rồi những tiền bạc chẳng những bị phạt tiền hết của, bán nhà bán cửa để mình xét xử và mình đền bù cho người khác.